chào mấy bạn, đây là Hồ Dầu Tiến, tỉnh Tây Ninh mấy bạn ơi. Đây là dọc theo cái bờ đê đập chính á, thì mấy bạn có thể thấy là wow, quá trời đẹp luôn á. Nó rộng, nó mênh mông, bát ngát, nó giống như là biển vậy đó mấy bạn. Ồ, mấy bạn nhìn nha, nhá, xoay một vòng cho các bạn nhìn nha. Bạn có biết không là Hồ Dầu Tiến này á, cái lượng nước mà Hồ Dầu Tiến chứa ở trong đó mỗi năm á, có thể là cung cấp nước tưới tiêu nông nghiệp và sinh hoạt. Hồ Dầu Tiến này á, là cái hồ nhân tạo ngày xưa người ta đào á mấy bạn. Sau đó rồi họ chứa nước vào mùa mưa, thì mùa mưa xong rồi họ trữ nước ở trong đây á, nước nhiều lắm, nó mênh mông như biển vậy mấy bạn. Rồi sau đó tùy theo thời tiết, tùy theo tình hình nước ít nước nhiều ở những cái vùng khác như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, thì Hồ Dầu Tiến sẽ xả nước ra nhiều ít để mà cân đối lại, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của bà con mình. Rồi nhớ xem một vòng cho mấy bạn xem nha. Wow, đẹp quá. À, xa xa có mấy cái con thuyền đó mấy bạn. Mấy con thuyền người ta đi đánh bắt cá. Và cũng có nhiều người dân ở dưới đây á, người ta sống ở đây luôn. Rồi người ta có những chiếc ghe, những chiếc thuyền, những chiếc vỏ lãi để người ta đi bắt cá ở trên lòng hồ này. Trên lòng hồ này có nhiều loại cá lắm mấy bạn. Dịp nào đó Nhã sẽ làm một cái vlog nói về cuộc sống của những người dân sống trên khu vực Hồ Dầu Tiến, thì họ sẽ sinh hoạt và đánh bắt cá, rồi họ sinh sống ở ngủ nghỉ như thế nào. Ok, rồi chào mấy bạn nha.
Đây là cái bờ đê của cái đập chính để mà bảo vệ hồ nhân tạo Dầu Tiếng này mấy bạn.